Ok, xin chào các bác. Thì em vừa nhận được cái món hàng rất là đặc biệt đây. Con này là cái con LG Velvet 2 Pro các bạn. Con này coi như là một cái con trùm cuối của LG luôn. Đây. Hộp rất là to này. Hình như nó có cả hộp bóc thì phải. Cái này thì em lấy ở chỗ bác Bantech Mobile này. Đấy, các bạn nhìn đâu. Đấy, các bác nào mà muốn có con này hoặc là chuyên về cái dòng LG thì bác cứ liên lạc với bác này nhé, hoặc là liên lạc với em cũng được. Ok, em sẽ mở đường nào đây. Trùng cuối với LG con này thấy nhiều bác bảo là như là có tiền cũng không mua được. Con này thì có giá là thấy giang hồ bảo là có giá 4 triệu đồng cho nhân viên của LG. Nhưng mà hình như em thấy là chưa ông nhân viên nào có cơ hội được sử dụng con này thì phải. Không biết là trong nhóm mình có ông nào là nhân viên của LG không thì em không biết, nhưng mà cảm giác thì là chưa ông nhân viên nào được dùng con này. Đây ạ. Khá là to. Rồi, ok. Đây đây. Rồi. Rất là to luôn. Cái con này thì thương gia người ta nhập về ấy, người ta bán là tầm khoảng hơn 30 triệu đồng. Thì cái này thực sự là một số tiền rất là lớn, và chỉ có ông nào mà thực sự là có điều kiện và đam mê thì mới chơi được con này thôi. Đây. Có hai thứ các bạn, trong này là có một con Velvet màu đỏ, một con Wing. Con Wing này chính thức là con Wing của em, lần đầu tiên em đặt con này, Wing này, nhưng mà do Viettel Post người ta bị delay, người ta bị F0 ấy, cho nên người ta không giao được, delay mất hơn tuần các bạn, không phải hơn tuần mà phải 2 tuần đấy, thì giờ nó mới về đây. Thì cái con này em sẽ mở ra sau, trước tiên em sẽ quan tâm đến cái con Velvet Pro này đã, Velvet 2 Pro. Có hộp luôn, nguyên hộp luôn. Con này thì hình như là đã được bán cho một bác nào trong nhóm mình rồi. Tuy nhiên thì do là em tha thiết quá thì bác cứ cho em mượn. Rồi. Ồ, nó có 2 hộp các bạn. Thì biết đây là cái gì? Đây là cái cáp sạc này. Thì cái cáp sạc này cũng là cái dạng cáp sạc bình thường thôi, không trông nó cũng không cao cấp hẳn cho lắm. Ok, ở đây đã. Trời ơi, có phụ kiện mà nó đóng cái riêng một hộp các bạn. Rồi, thì đây là cái củ sạc. Thì cái củ sạc này em thấy giống với của con Wing ấy. Đây, các bác thấy thông số nó đây. Thì con này nó có 9V, cũng chỉ có sạc 2.0 thôi. Đây, các bác nhìn thấy không? Cầm củ sạc rất đầm tay, rất là sướng luôn. Ồ, lấy thế là như thế nào nhỉ? Cái nó cứ sai sai thì phải. Bác gì này? Đây là củ sạc đầu C mà. Còn cái cáp này thì đầu A ra C. Thế này có thể là bị để nhầm hoặc như thế nào rồi. Thôi được rồi, không sao. Này thì cũng dễ giải quyết thôi. Đây là một cái tai nghe. Đây là luôn. Đúng rồi. Đây là một cái rác chuyển đổi từ C sang 3.5, thì cái rác này rất là em thấy là rất ngon xịn này. Đây là mấy cái tip tai này, còn cái tai như nó ở đây. Đây, ôi trời, nguyên một hộp để cái này thôi, còn nguyên cái hộp này. Thế là cái tai đâu? Ồ, loang ngoằng thế nhỉ? Thì đây là một cái cáp C dây C đây. Chắc là cái phụ kiện này nó đang bị lẫn lộn rồi, thôi không sao. Thì em đang thấy là thừa một cái cọng sạc từ ANC và thiếu cái tai nghe. Đó. Hết rồi, trong cái hộp này hết rồi. Rồi đây mới là cái nhân vật chính. Thì con này đã được bóc siêu rồi. Hình như cũng cho mấy ông YouTuber to to mượn rồi. Em là thằng YouTuber nhỏ nhỏ nên phải được mượn sau thôi. Đây, được của bác Dũng Sky nhé. Đây. Hình như là
là bán cho cái anh này này. Đó, bán cho các bác này này. Rồi ok, không sao. Bán cho bác nào cũng được. Cái con này thì phải phải rất là cẩn thận thôi. Ôi xa. Đây, hết rồi. Xem nó có những cái gì nào. Rồi, đây là cái khay đựng thôi. Thì đây là cái con LG Velvet 2 Pro. Thì con này nó đã đang được dán một cái lớp mà không biết là nhà máy dán hay là các bác dán sau, một cái lớp PPF nó đang bị hơi bong bong lên đây. Đó, ô con này cầm nó rất là mỏng luôn nhé. Cầm rất mỏng thôi, em để đấy đã. Để đấy đã. Tranh thủ bật nguồn nó lên để em xem còn cái gì nữa không. Nguồn đâu nhỉ? À đây. Hết pin à? À rồi. Để đây. Cho nó nguồn nó lên đã. Ok, trong này còn một cái ốp lưng các bạn. Sách hướng dẫn sử dụng thì cái này cũng không cần đọc đâu. Thì đây là một cái ốp lưng dạng silicone thôi. Cái ốp này dùng được thôi, không phải là dạng xịn. Sau này nó sẽ bị ố vàng thôi. Vào đây. Rồi ok. Lên rồi. Thì đây, đây là cái con Velvet 2 Pro. Vẫn có tiếng Việt đàng hoàng nha các bác, vẫn có tiếng Việt bình thường. Đấy. Ok, tiếp. Thôi cài đặt lâu tí à, trước tiên thì chờ nó cài đặt thì em sẽ cho các bác xem cái ngoại hình của nó xem thế nào. Chờ cái tí các bác nhé. Thì cái con này em nhân tiện để nó khởi động lên đi, em bóc luôn cái này để mà xem được cái con Velvet 1, gọi là con Velvet 1 đi. Đó. Bật rất chắc chắn luôn các bác. Đây, Velvet 1 đây. Nhiều quá, có hơi lâu các bạn thông cảm nhé. Xem cái clip của em thường thường nó làm rất là dài, nhiều bác không chịu xem, cũng không biết sao được. Đây. Đặt cứng thế này. Tiếng Hàn gì đấy? Rồi, được. Rồi, thì đây là cái con Wing à, thì đây là con Wing, đáng lẽ đây là con Wing em đặt được lần đầu tiên này. Đấy. Thì tí nữa em sẽ xem lại con Wing này xem thế nào. Nếu như con Wing này ngon ấy, thì em có khi em lại lấy con này. Thôi rồi, con Wing này thì để sau. Đây sẽ là cái con Velvet 1. Đây. Đây là con Velvet 1 màu đỏ. Cái màu này thì em cố tình em bảo lấy cái màu này để cho nó khác lạ đi một tí. Đây. Thì cũng bật lên như nào. Các bác thấy cái móng tay em nó bẩn quá không? Đang vừa sơn nó vừa bị chơi vào móng tay. Thì đây, hai con này thì em thấy là cái độ mỏng của nó ấy, thì là nó tương đương nhau nha các bác. Tương đương nhau luôn. À, cái kích thước này, kích thước thậm chí là cái con Wing, à bên con Velvet số 1 ấy, nó còn dài hơn này. Con Velvet số 1 nó còn dài hơn một tí. Và cái chiều rộng của nó đây. Chiều rộng thì tương đương nhau. Chiều rộng thì tương đương nhau các bạn. Đó. Tương đương nhau. Các cổng thì nó cũng gần gần nhau thôi. Đây. À, và cái con Velvet Pro 2 này, Velvet 2 Pro này thì nó bỏ mất cái cổng, bỏ mất cái cổng 3.5 rồi. Đấy. Ok. Thì các bác cũng biết rồi đấy, cái con Velvet 2 Pro này, cái điều mà các bác mong chờ rất là nhiều ấy,
không phải là cái đục lỗ này đâu nha. Cái đục lỗ này thì chắc chắn chẳng ai mong chờ cả. Và các bác mong chờ đó là cái màn hình 120Hz. Thì đây, sẽ thử cho các bác xem cái màn hình 120Hz xem thế nào. Đây là lần đầu tiên luôn. Đây. Gì đấy? Đây. Lần đầu tiên LG làm cái màn hình 120Hz. Đây. Các bác nhìn thấy không? Nhìn thế nào. Đấy. Lên đến 120Hz này. Đó. Tội gì cứ làm 120Hz đi cho nó sướng. Các bác có thể là nhiều khi các bác bảo là 120Hz ấy nó cũng không có cái gì mà to tát lắm, không ghê gớm lắm, nhưng mà thực sự các bác dùng mới thấy được là trong mọi tác vụ, kể cả các bác dùng cái bình thường, những cái tác vụ bình thường như này, cái màn 120Hz nó vẫn cho cảm giác mượt mà hơn rất nhiều. Em cảm giác như kiểu là nó mượt gấp đôi ấy các bác, sướng lắm. Em cũng đang dùng một con iPad Pro 2018 thôi, nhưng mà nó đã có màn 120Hz rồi. Dùng khi mà dùng trên con iPad Pro này nó sướng, cái độ mượt của nó sướng hơn rất là nhiều so với việc em dùng con Wing hoặc dùng con V50. Đó, thì em sẽ show cho các bác cái ngoại hình của con iPad Pro 2 này nhé. Thì đây là cái cạnh dưới đây. Để em lấy cái gì em lau cho nó mới mới tí. Hình như nó còn cái siêu các bạn. Đây. Thì đây là cái cạnh dưới của nó đây. Đó. Thì nó đây là cái loa này. Đây là cái sạc 3.5 LC Type-C, nhưng mà nó lại không, cái con Velvet này nó lại không có cái dạng mà có một cái viền viền nhựa bao quanh cái lỗ này nữa bác. Nó không có viền nhựa nhé, nó thẳng luôn. Mic này. Rồi. Đây là cạnh phải này, cạnh phải thì chả có cái gì cả. Không có cái gì cả. Cạnh phải không có một cái gì luôn. Đây là cạnh trên này. Đấy. Đây cạnh trên này thì đây có một cái nút nguồn này. Đó, có một nguồn này. Đây là một nút cứng duy nhất trên con Velvet 2 Pro rồi thôi. Nguồn này, mic này và cái sim. Đó. Nhân tiện em sẽ mở luôn cái khay sim xem cho các bác xem đó là cái khay sim nó như thế nào. Cho nó nguy hiểm chứ. Đây. Thì đây là cái khay sim của con Velvet 2 Pro và nó có cái đây, em đang nhìn kỹ đấy, nhưng mà nó con này nó không có cái các bạn, nó không có cái số serial ở trên cái sim này, chỉ có chữ thôi chứ không mấy cái chữ vớ vẩn này thôi, không có cái số serial trên cái sim nhé. Thì không biết là con này là bản Hàn hay bản gì em chưa biết, thì em kiểm tra không có số này. Rồi thì đây là cái cạnh trái, thì cạnh trái này nó có ba cái nút, gọi là ba cái nút cảm ứng thôi, nó không phải nút cứng nhé, tăng giảm âm lượng này và một cái nút gọi là nút nguồn giả ở đây này. Đấy, ấn vào này. Nó gần như cảm ứng lực đấy các bác. Đúng rồi, nó gần là cái dạng cảm ứng lực các bạn. Các bác chạm nhẹ vào đây thì nó không không có tác dụng gì đâu, chạm nhẹ như này không tác dụng, mà các bác phải nhấn vào một tí, nhấn vào thì nó mới có tác dụng đó. Cho nên là cũng khá hay, nếu em thấy làm cái này hay này, nó đỡ bị cái hiện tượng mà cái nút nó lòi ra, nó nhô ra như thế này này. Đấy, các bác nhìn thấy không, cái phím nó nhô ra như thế này đó. Thì em thấy là cách làm này hay, ok, nó sẽ gọn gần máy hơn. Tuy nhiên thì có một hạn chế là các bác rờ rờ được nó cũng khá là khó khăn đấy. Cái điểm rờ của các bác là nó hơi bị mỏng, hơi bị nhỏ nhỏ ấy. Các bác rờ đầu tiên chưa quen thì có thể là trượt thôi, nhưng mà dần dần em nghĩ sẽ quen thôi. Thì đấy là cái ngoại hình của con này. Thì con này có khác biệt một chút, đó là hai cạnh trên và dưới họ làm bằng luôn, bằng bằng phẳng luôn đấy, nó không cong bao cong như con Velvet 1 nhé. Đó, thì thiết kế như này em thấy là nó cũng đẹp, nói chung là em thấy là đẹp, nhưng mà cái đục lỗ này thì em vẫn chưa một tí nào. À, nhân tiện cho các bác xem cái cụm camera này. Đây. Cái cụm camera khá đẹp các bạn. Đây, các bạn có thể nhìn này. Em thấy như này là đẹp. Tuy nhiên thì nó vẫn rất là nhô lên, nó nhô lên như cái đời con Velvet 1 thôi. Nó nhô lên rất là lớn này. Đây, các bạn thấy không? Đó.
Tuy nhiên thì em thấy là nó đẹp. Em thấy đẹp hơn cả cái con VFS1 luôn ấy. VFS1 thì nó chìm ở dưới này, đây các bác nhìn này. Đó. Chỉ có một cái này nhô lên thôi. Còn con Pro thì nó nhô hẳn lên. Nhìn trông nó hầm hố hơn rất là nhiều. Đó. Và cái mặt lưng của nó ấy, nó đã chạy một cái viền màu vàng như này này. Đây các bác nhìn này. Cái viền màu vàng chạy xung quanh cái lưng như này. Nó như tạo một cái điểm nhấn ấy. Đó, thì đương nhiên là cái con VFS 2 Pro này thì trông nó sang chảnh hơn, nó đẹp hơn. Đó, và con VFS 2 Pro này nó đang chạy cái chip 888 các bạn. Đấy, để cho các bác xem. Thực ra thì các bác cũng có thể biết là cái con VFS Pro 2 này nó cấu hình như nào rồi, nhưng mà em show cho các bác xem lại thôi. Hệ thống này đang chạy bao nhiêu này. Thì con này đã chạy Android 11 rồi nhé. Phải các bạn nhìn này, chạy Android 11 rồi. Đó. Và em nghĩ đây là bản Hàn. Đó. V700N. Đây là bản Hàn. Nhưng mà cái khay SIM thì nó lại vẫn không có cái số series, cho nên là em thấy nó đợt này nó đã thay đổi. Đấy. Xem bộ nhớ này. Bộ nhớ này là 128 GB này. Rồi. Còn RAM là 8 GB các bạn, RAM 8 GB thôi. Ok, thì trước tiên là ở cái cảm giác đầu tiên mà em sử dụng cái con này, đây các bác nhìn này, cái cảm giác vuốt của nó ấy, cảm giác vuốt của nó rất là mượt luôn, nó rất là mượt luôn. Nó không khác gì cái việc em đang vuốt ở cái con iPad Pro này, đấy, rất là tuyệt vời luôn. Để em cho cả hai con lên vuốt xem nó thế nào. Đây. Các bác nhìn này, đây là vuốt ở cái đặt thôi. Đấy, nó đã thấy sự khác biệt rồi. Đây, con này này hơi giật giật này. Đấy, các bác nhìn này. Đó, nói chung là nhìn qua camera thì các bác có thể không đoán ra, nhưng mà khi mà ở trên tay như này, các bác cũng sẽ thấy sự khác biệt. Đây cái dòng chữ nhé, cái dòng chữ của cái bên trên bên cái con VFS 2 Pro này, nó khi mà mình vuốt như này nó đi rất là mượt luôn. Còn cái dòng chữ ở cái con VFS 1 này này, khi mà đi nó để lại cái hiện tượng mà nó chạy dần dần ấy, có nghĩa là mắt chúng ta có thể nhìn được là cái dòng chữ nó đang đi chậm chậm đấy. Còn cái này con VFS 2 thì nó mượt luôn, mượt kinh khủng luôn đấy. Còn cái một này các bạn nhìn, mấy các bạn có hiểu em nói không, nhưng mà đại ý là con VFS 2 này mượt hơn rất là nhiều. Và ngay cả cái thiết kế nữa, các bạn nhìn này, cái cạnh trên này nó đã rất là mỏng rồi, mỏng mỏng này, và cạnh dưới nó cũng mỏng hơn cái con VFS 2 VFS 1 này. Đấy các bạn thấy không, nó là một sự khác biệt rất là lớn đấy. Trông nó đã cân đối hơn rất là nhiều. Và thực sự là làm cái đục lỗ này em thấy là nó đẹp hơn là làm cái giọt nước này. Và em cảm giác là cái đục lỗ này nó sẽ đẹp hơn cả cái con cả cái tai thỏ nữa. Tuy nhiên thì việc LG làm đục lỗ chẳng ai mong muốn cả, vẫn là đi sau cái công nghệ thôi. Bây giờ chẳng ai làm mấy cái thứ đấy nữa. Hy vọng là sau này LG sẽ làm camera giấu dưới màn hình, nhưng mà nó phải thực sự ngon các bạn. Hiện tại là mấy cái camera giấu dưới màn hình bây giờ ấy, nó vẫn đang là chưa tốt. Đây thì con LG Wing đây, nó đã LG đã làm cái camera đây, nó làm camera thọt thụt như này rồi, thì nó tạo ra cái điểm khác biệt rất là lớn. Nó làm cho cái con máy nhìn nó cân đối và nó liền lạc hơn rất là nhiều. Rồi ok, thì đấy là cái ngoại hình của nó thôi. Thực ra là cái con này cũng không cần phải review cho các bác cái gì nhiều đâu. Nó cũng chẳng có gì khác biệt cả, ngoài cái việc mà nó sử dụng cái màn hình 120Hz và cái ngoại hình của nó rất là đẹp rồi. Em thấy nó ngoại hình nó tuyệt vời rồi. Các hoàn thiện của nó luôn, hoàn thiện ví dụ như em thấy là cái đời LG con Velvet nó là cái hoàn thiện mà ngon nhất luôn. Thì đây như cho các bác nhìn thấy luôn này. Cái hoàn thiện của nó. Em cho gần gần mà tí nhé. Này, không biết các bác có nhìn thấy không? Đây này, đây là cái góc này, nó rất là khít rồi.
Đó. Cái móng tay nó rất là bẩn nha các bác. Các bác xem thì thông cảm. Đó. Đó. Đó, đây là cái các góc của nó, góc cạnh của nó, đa số là xoay góc cạnh thôi. Đây. Đó, nó rất là khít rồi, nó rất là đẹp. Rồi, ok các bác. Thì để em nói qua với các bác về cái màn hình, cái chất lượng màn hình của hai con này nữa. Thì như em đang cầm trên tay đây này. Em cho rộng là tí. Này gần. Đây. Thì như em đang cầm trên tay ở cái cùng một cái cài đặt như này này. Thì cái con Velvet 1 này này, bên tay phải của em ấy, nó sáng hơn, nó trắng hơn ấy. Còn con Velvet 2 Pro ấy, nó có vẻ bị hơi ngả vàng hơn chút các bạn. Đó, nó ngả vàng hơn chút. Đấy. Còn cái màn hình của nó thì để em xem nó là đây. Xem cả hai con luôn. Màn hình. Cái cỡ hiển thị. Cái này thì nó không, con Velvet này thì Full HD thôi cho nên nó cũng chẳng có cái gì khác cả. Thì cái con Velvet 2 Pro này cũng chỉ là Full HD thôi. Đây, không có cái kích cỡ. Không có cái để tùy chọn cái độ phân giải màn hình. Đó. Cho là hai con này đều ở cái độ phân giải giống nhau thôi. Đó. Và em xem nữa là nó có cái ẩn ấy không? Ẩn cái thành điều hướng không? Cái con Wing nó có ẩn điều hướng được các bạn. Để xem lại cái con này có ẩn điều hướng chưa? Thành điều hướng này. Cử chỉ. Đây. Con Velvet 2 này, nó cũng đã có ẩn điều hướng rồi nha các bác. Đó, nhìn sướng rất là nhiều. Rồi. Tuyệt vời. Con này cũng có. Xem con Velvet 2 này có chưa nào. Hôm trước em cái clip trước là em cho các bác biết được cái ẩn điều hướng rồi đấy. Để em xem lại con Velvet 1 để xem có không. Con Velvet cũng vẫn chưa có nha các bác. Con Velvet này chưa có này. À, con Velvet này chưa có. Vậy là chỉ có con Wing và Velvet 2 Pro có. Còn V60 thì em nghĩ là chắc cũng không có đâu. Rồi, ok. Nói chung là đến đời con Velvet 2 Pro này, em nghĩ là các bác đã khá là hài lòng với cái chất lượng hoàn thiện, cái cấu hình và cái tốc độ màn hình, cái tốc độ làm mới màn hình 120Hz của LG rồi. À, tuy nhiên thì con chip 888 này này thì nó đang gặp cái hiện tượng là bị quá nhiệt đấy. À, thì nó cũng không phải là cái gì nó kinh khủng lắm nhưng mà cái lỗi đấy thì nếu bác nào mà chơi game ấy thì là hơi bị lo lắng một chút. Còn nếu như các bác nào dùng cái bộ bình thường thì nó quá kinh khủng rồi. 888 thì nhanh vô đối rồi. Còn ông nào chơi game ấy thì đúng là nó hơi bị nóng thì các bác sẽ khó chịu và có thể giảm cái hiệu năng nhưng mà em thấy là ổn. Rồi ok, thì đây là cái bài trên tay nhanh cái con Velvet 2 Pro này thôi. À, coi con điện thoại mà trùm cuối của LG hiện tại bây giờ và gần như các bác có tiền cũng không mua được. Đấy. À, bảo là bán cho nhân viên của LG nhưng mà em chưa thấy nhân viên nào của LG có cả. Bằng chứng là trong hội mình chưa ai có cả, toàn ông thương gia có trước thôi. Và thực ra thì họ bán rất là đắt. Con này hiện tại giá đang tầm khoảng trên 30 triệu đồng. Đó, ông nào thực sự là có điều kiện và thực sự là yêu LG thì mới mua con này thôi. Đây các bác thấy không? Có chip 888 ấy, em từ nãy giờ em chẳng dùng gì cả. Chỉ có nghịch vớ vẩn như thế thôi mà em thấy nó đã nóng rồi. Đấy, nóng cái phần này này. Đấy. Cho nên là cái chip 888 cái hiện tượng quá nhiệt, hiện tượng nóng hơn bình thường là có thật các bác nhé. Rồi, ok, chào các bác.